Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 16 giờ thứ bảy ngày mùng 2 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Sáng nay ngày mùng 2 tháng 3, mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lộc đã khai mạc đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự. Đây là đơn vị thứ hai được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội mặt trận tổ quốc cấp huyện trong toàn tỉnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của mặt trận tổ quốc các cấp huyện Vĩnh Lộc đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận nhiệm kỳ qua để công tác mặt trận tiếp tục phát triển trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị mặt trận tổ quốc huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc việt nam trong giai đoạn mới vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh thực hiện có hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thiết thực hiệu quả, xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 58 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15. Hiện nay, công ty điện lực Thanh Hóa đã lắp đặt gần 11.000 điểm đo xa, đạt tỷ lệ gần 100% tỷ lệ lắp điện công tơ điện tử đọc đo xa trên 70% số lượng công tơ bán điện trên lưới. Việc lắp đặt công tơ điện tử đọc xa nhằm minh bạch ghi chỉ số, thu tiền điện và thuận tiện trong quá trình theo dõi điện năng tiêu thụ của khách hàng, đồng thời đảm bảo tính chính xác minh bạch trong công tác ghi chỉ số và phát hành hóa đơn tiền điện. Tại công ty, các phân hệ báo cáo trên hệ thống CMIS đã được số hóa quy trình. Bên cạnh đó, 100% hợp đồng mua bán điện được số hóa và cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử. Trong tổng số hơn 833.000 khách hàng sử dụng điện ở công ty điện lực Thanh Hóa, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt hiện chiếm khoảng 95%, vượt trên 25% kế hoạch giao. Di tích thắng cảnh phố cát nằm trên địa bàn thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, nổi tiếng với đền phố cát, nơi thờ thành mẫu liễu hạnh. Năm 2024, lễ hội đền phố cát sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 27 tháng 3 năm 2024 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024 tức là từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 âm lịch, với quy mô cấp huyện. Lễ hội sẽ diễn ra tại khu di tích Thắng Cảnh Phố Cát và sân vận động khu phố Phố Cát, thị trấn Vân Dù, với các hoạt động như dân hương, đánh chống khai hội, thực hiện các nghi thức tế lễ, biểu diễn chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, tổ chức lễ rước bóng thanh mâu liễu hạnh. Phần hội diễn ra các hoạt động như hầu văn thánh, thực hành diễn sướng 36 giá hầu đồng trong nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt, thi nam nữ kéo co, giao lưu dân vũ thể thao, giải bóng chuyển hơi. Thực hiện kế hoạch của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh và được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2026 trong các cấp hội phụ nữ Công an Thanh Hóa. Với cách làm thiết thực hiệu quả, đến nay đã có 71 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị cá nhân trong công an Thanh Hóa nhận đỡ đầu. Đặc biệt tại chương trình Hướng Dương đón nắng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức, có 4 trẻ do các cấp hội trong công an Thanh Hóa đỡ đầu đã được lựa chọn tham dự. Một cặp mẹ đỡ đầu, con nuôi tiêu biểu trong toàn lực lượng, được Bộ Công an biểu dương tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu. Tiếp theo là phần tin trong nước. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống S, ma túy mại dâm về vụ việc gần 200 học viên đang cai nghiện ma túy có dấu hiệu cố ý gây thương tích và bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đồng thời khẩn trương triển khai các giải pháp cần thiết và phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định và báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày mùng 10 tháng 3 năm 2024. Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 9,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2023. Hầu hết các mặt hàng chủ lực đều đạt giá trị xuất khẩu cao như sản phẩm gỗ, cà phê, rau quả. 2 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 14% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 35,8%. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 năm 2024, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 6.955 chiếc, tương ứng đạt hơn 145 triệu đô la Mỹ trong đó ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tới 80,3% với gần 5.600 chiếc trị giá 93,4 triệu đô la Mỹ. Đang chú ý số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.351 chiếc và thành phố Hải Phòng với hơn 1.000 chiếc. Ô tô nguyên chức nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan. Tổng số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng. Giá trị xuất khẩu tháng 1 đạt 242 triệu đô la Mỹ, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là số liệu vừa được Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam công bố dựa trên thống kê từ hải quan. Theo VASEP, xuất khẩu tôm tăng mạnh tháng đầu năm là tín hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh năm nay. Trong số các thị trường xuất khẩu chính, tôm Việt sang Trung Quốc tăng trưởng 3 con số, đạt 42 triệu đô la Mỹ tháng đầu năm. Tại thị trường này, tôm Việt đang cạnh tranh với tôm Ecuador, tôm Ấn Độ, nhưng theo và xếp Việt Nam vẫn có cơ hội vào thời điểm này nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch vụ lúa đông xuân năm 2023-2024 thời gian gần đây giá lúa liên tiếp sụt giảm so với cách đây khoảng một tháng nên kéo theo tình trạng thương lái đã đặt cọc thu mua lúa trước đó nay bẻ kèo đòi hạ giá hoặc không thu mua qua khảo sát của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu cùng chính quyền các địa phương ở vụ lúa đông xuân này, hầu hết nông dân chấp nhận bán lúa theo giá mới do thương lái đưa ra thấp hơn 1.000 đến 1.500 đồng 1 kg so với giá nhận cọc từ trước. Điều này cũng có nghĩa là nông dân thất thu khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng một tấn lúa so với hợp đồng ban đầu. Trước tình trạng này, Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyên cáo nông dân cần cẩn trọng, cân nhắc hơn khi thỏa thuận bán lúa, đồng thời khuyến khích sản xuất thông qua hình thức hợp tác, nhất là các hợp tác xã, để có hợp đồng bao tiêu chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro. Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, từ năm 2021 đến nay, cả nước đã có 499 dự án nhà ở xã hội được triển khai, với quy mô hơn 411.000 căn hộ, trong đó có 71 dự án đã hoàn thành, với gần 40.000 căn. 127 dự án đã khởi công xây dựng, với gần 108.000 căn. 301 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với 265.500 căn. Triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, đã có 28 tỉnh công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay, với nhu cầu vay hơn 30.000 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại cũng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền cam kết khoảng 7.000 tỷ đồng. Hiện đã có 6 dự án nhà ở xã hội tại 5 địa phương được giải ngân khoảng 415 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải xem xét và sớm cho phép đầu tư đối với công trình xử lý các điểm sạt lở trên quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc để đảm bảo lưu thông trên tuyến đèo này được an toàn, thông suốt trong mùa mưa năm 2024. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các vị trí sạt lở trên đèo Bảo Lộc có nguy cơ tiếp diễn ra, gây mất an toàn giao thông. Do đó, cần sớm triển khai xử lý các điểm sạt lở. Qua giả soát, cơ quan chức năng xác định 12 điểm sạt lở cần xử lý. Trong năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao bảo hiểm xã hội các địa phương tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm tại 6.964 đơn vị. Một số địa phương có số đơn vị được thanh tra chuyên ngành đóng cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Thọ, Đồng Nai thực hiện thông báo số của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc khởi công dự án bảo tồn tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo, Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo sẽ tạm ngưng hoạt động tham quan di tích chạy Phú Hải kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến khi hoàn thành dự án, dự kiến thời gian thi công trong khoảng 10 tháng. Ngoài trại Phú Hải, các di tích còn lại thuộc hệ thống di tích quốc lịch sử đặc biệt quốc gia nhà tù Côn Đảo, Nghĩa Trang, Hàng Dương, Nghĩa Trang, Hàng Keo với mở cửa hoạt động bình thường, phục vụ nhu cầu thăm viếng, tham quan, tìm hiểu, học tập của người dân và du khách. Sáng ngày mùng 2 tháng 3, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, đoạn đi qua địa phận thị xã Nghi Sơn. Theo một số người dân, vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 30 phút. Chiếc xe tải đầu kéo và xe khách giường nằm đang đi cùng chiều trên cao tốc đoạn gần hầm chui Trường Vinh thì tông vào nhau. Sau đó chiếc xe con đi phía sau không kịp kiểm soát tốc độ đã đâm vào đuôi xe tải. Cả ba ô tô đều hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt hại về người. Sau khi tai nạn xảy ra, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đến hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 3 tháng 3 trở đi, nền nhiệt độ ở miền Bắc sẽ có xu hướng ấm dần trở lại, chấm dứt đợt rét đậm rét hại kéo dài hơn một tuần qua. Dự kiến trong tháng 3 này, nền nhiệt độ trên cả nước sẽ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Vẫn còn xuất hiện những đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, tuy nhiên sẽ ít xảy ra những đợt rét đậm rét hại như vừa qua những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau